Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Mượn danh xưng đảng viên để thăng quan tiến chức. Quý vị thân mến, trong suy nghĩ của không ít người, phải vào đảng mới có cơ hội thăng quan tiến chức. Vào đảng giờ đây gắn liền với quyền lợi, lợi ích, công danh sự nghiệp. Có chi bộ tốt, đảng viên tốt, làm nền móng vững chắc cho sức mạnh của đảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu thế toàn cầu hóa, chỉ vậy là chưa đủ, mà đảng phải hội tụ được trí tuệ, bản lĩnh mới có thể đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Vì vậy, vấn đề đặt ra là nay đó phải chọn được quần chúng ưu tú đưa vào đảng và thực hiện bố trí những cán bộ có tâm, có tầm để tham gia cấp ủy các cấp. Nhiều chuyên gia về xây dựng đảng cho rằng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bằng sự cố gắng học tập, rèn luyện nghiêm túc đạo đức cách mạng đã giúp cán bộ đảng viên của đảng luôn vững vàng trong mọi thử thách. Hàng nghìn đảng viên bị vây bắt, tù đầy, phải chịu những hình thức tra tấn dã man nhất, kinh hoàng nhất, nhưng họ luôn tâm niệm sống theo đảng, chết không rời đảng, thà chấp nhận hy sinh chứ không bao giờ trở thành kẻ phản bội. Lúc đó, khi nghĩ đến danh xưng đảng viên, nhân dân luôn tin rằng đó là những người can đảm nhất, ít vụ lợi nhất, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho đảng, cho tổ quốc và nhân dân. Vậy mà ngày hôm nay, trong suy nghĩ của không ít người, phải vào đảng mới có cơ hội thăng quan tiến chức. Vào đảng giờ đây gắn liền với quyền lợi, lợi ích, công danh sự nghiệp. Thực trạng này được tiến sĩ Nguyễn Vũ Tiến, nguyên giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền chỉ rõ. Đảng viên vào đảng, sau đó thoái hóa, đó là những kẻ cơ hội. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta quan tâm đến cơ hội chính trị. Vào đảng theo cách nói của Bác Hồ, không phải để làm giàu, làm quan, nhưng do một số người vào đảng để có một chức vụ nào đó, để từ đó họ trở thành những kẻ tha hóa, hay nói cách khác, họ chưa hề có một chút nào khái niệm về việc rèn luyện bản lĩnh chính trị mà đã được đứng trong đội ngũ của đảng. Thực tế hiện nay có một số người chưa quan tâm nhiều đến lý tưởng, đường lối, chủ trương của đảng nhưng tìm mọi cách để vào đảng với mục đích vụ lợi cá nhân, từ đó chui sâu, leo cao. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng đảng viên đông nhưng không mạnh. Để đảng vững mạnh từ gốc, phải chọn cho được quần chúng ưu tú đưa vào hàng ngũ của đảng, kiên quyết không để lọt những kẻ cơ hội, những người không đủ phẩm chất, đạo đức hay những người thuộc thành phần tư duy theo lối cũ, cơ hội chủ nghĩa đứng trong hàng ngũ của đảng. Giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần phải đổi mới được thành phần đảng viên, thay thế được thành phần suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tư duy theo lối cũ, cơ hội chủ nghĩa, tư duy theo lối vào đảng để có chức có quyền, tư duy theo lối vô trách nhiệm, chỉ biết giữ chức vụ còn trách nhiệm đổ cho người khác, tranh công đổ lỗi, để tạo ra thế hệ đảng viên mới có chất lượng hoàn toàn khác, đáp ứng điều kiện mới như nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cách mạng công nghệ 4.0, hội nhập toàn diện sâu rộng. Nhắc lại những vụ việc, những con số tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật gần đây, trong đó có nhiều ủy viên Trung ương Đảng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng đó là bài học đau xót trong công tác quản lý đảng viên và đề bạt bố trí cán bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường trăn trở, chúng ta đã lựa chọn nhầm để lọt vào cấp ủy một số cán bộ suy thoái, khiến bộ máy công quyền có chỗ bị hẫng hụt, tính nghiêm minh kỷ cương, trách nhiệm của bộ phận cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị không còn. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là bên cạnh việc nâng cao chất lượng đảng viên nói chung thì cũng cần phải có những cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, thực sự đủ tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ để gánh vác việc nước, việc dân. Nếu chọn đúng người, đặt đúng chỗ sẽ tạo ra bước đột phá mới để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn. Tiến sĩ Cường cũng cho rằng trong 10 nhiệm vụ giải pháp xây dựng chỉnh đốn đảng, từ đại hội 12 đến đại hội 13 đã nêu rất đầy đủ, nên tập trung vào công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Chưa lúc nào trách nhiệm đặt lên vai những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng lại nặng nề như lúc này. Đảng ta không thiếu những người đủ đức, muốn cống hiến cho dân tộc, nhân dân. Điều quan trọng là khâu lựa chọn nhân sự phải kỹ lưỡng, chặt chẽ với tinh thần chí công vô tư vì sự nghiệp chung. Tại hội nghị Trung ương năm khóa 13 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới để sau hội nghị Trung ương lần này chúng ta có bước chuyển biến, tiến bộ mới, thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của đảng ta theo đúng tinh thần tư tưởng của Lenin, thả ít mà tốt những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quên sự phản biện của báo chí. Quý vị thân mến, ngày 18 tháng 5,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Đảng ủy, cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Cơ quan này cũng ra quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc House, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Còn các ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Ngày 19 tháng 5, Bộ Tài chính cũng có quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, đồng thời giao Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách chỉ đạo điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19 tháng 5. Nhiều lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị kỷ luật, cách chức được dư luận tán thành bởi sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm ổn định thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt câu hỏi về việc báo chí từng phản ánh nhiều về những sai phạm của thị trường chứng khoán nhưng những tồn tại vẫn kéo dài từ năm này qua năm khác. Trước đó, năm 2018, tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh bằng nhiều bài viết về hành động bán chui cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty cổ phần tập đoàn FLC này. Theo đó, trong 3 ngày, 20, 23, 24 tháng 10, 2017, ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC. Cũng trong thời gian này, FLC Faros do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch cũng bán chui 13,6 triệu cổ phiếu công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản AMD Group. Ngày 10 tháng 11, 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết số tiền 65 triệu đồng, còn đối với FLC Faros là 130 triệu đồng, không áp dụng hình phạt bổ sung như buộc nộp lại khoản bất lợi hợp pháp do hành vi vi phạm mà có. 5 năm sau, chiều ngày 10 tháng 1, ông Quyết bị phát hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC, song không công bố thông tin trước đó. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM House ngày 11 tháng 1 ra thông báo hủy bỏ giao dịch này, biện pháp chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 17 tháng 1, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch 5 tháng. Tuy nhiên, quyết định xử phạt này của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã bị thu hồi sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt giam. Có thể thấy dù có rất nhiều cảnh báo, rất nhiều phản ánh về hành vi của Trịnh Văn Quyết, tuy nhiên việc xử phạt không nghiêm đã dẫn đến những hành vi lặp lại gây thiệt hại đến nền kinh tế và các nhà đầu tư. Bình luận về sự việc trên, trả lời tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 12-13 cho biết, ông Tiến nói, tôi rất ủng hộ báo chí trong việc phòng chống tham nhũng bởi thông tin truyền thông là lực lượng rất tiên phong và họ đi đầu trong rung tiếng chuông cảnh báo để cho các cơ quan nhà nước, Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan dân cử như Hội đồng Nhân dân, Quốc hội vào cuộc. Theo ông Tiến, thị trường chứng khoán là thị trường bình đẳng bởi đều do cổ đông đều đóng góp cổ phần, quy ra cổ phiếu chia ra cổ tức. Vì vậy, việc lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam bị bắt và bị khởi tố sau những vụ sai phạm lớn của doanh nghiệp là đúng người, đúng tội. Đó là sự khẳng định, quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không trừ một ai. Ông Lê Như Tiến cũng cho biết, ông rất hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với những sai phạm của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua. Tôi nhận thấy tính nhất quán của Đảng và Nhà nước, hệ thống chính trị vào cuộc rất mạnh mẽ trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Như Tổng Bí thư đã từng nói, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ trừ một ai nếu như tay đã nhúng chàm. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều quan chức nhà nước như Bộ trưởng, Thứ trưởng, các tướng lĩnh trong quân đội và công an, lãnh đạo các tỉnh thành bị xử lý. Bây giờ việc xử lý sai phạm còn về lĩnh vực điều hành kinh tế của đất nước là lũng đoạn thị trường chứng khoán. Trước đó chúng ta đã rung tiếng chuông cảnh báo từ những sai phạm này rồi. Bình luận thêm về sự việc trên, Phó giáo sư Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, việc để xảy ra những sai phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán đã làm mất lòng tin của nhân dân và những nhà đầu tư. Vì vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà An rất hoan nghênh cơ quan này đã phát hiện và xử lý sai phạm rất nghiêm trọng của nền thị trường chứng khoán trong thời gian dài. Bà An chia sẻ, tôi rất hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để làm lành mạnh thị trường chứng khoán, bởi thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn cho nền kinh tế Việt Nam, cho đất nước phát triển bền vững. Việc xử lý nghiêm những sai phạm của thị trường chứng khoán là sự mong ước của người dân cả nước nói chung, của những nhà đầu tư chứng khoán nói riêng.
Bà An cũng đặt ra câu hỏi, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị quản lý thị trường chứng khoán nhưng vẫn để doanh nghiệp sai phạm nhiều lần. Vậy là do đơn vị này không có trình độ hay có biết nhưng vẫn để xảy ra sai phạm. Nếu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan quản lý được giao phụ trách cơ quan này ngay từ năm 2017, biết lắng nghe dư luận thông qua các bài báo, trong đó có báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, nay là tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, để giám sát và kiểm tra thị trường thì sẽ không có những lần nghẽn tắc, thậm chí là sập sàn chứng khoán, và đặc biệt là không có nhiều cán bộ, lãnh đạo bị xử lý như vừa qua. Điều người dân cần là cơ quan quản lý nhà nước phải ngăn cản sai phạm, chứ không phải để lúc xảy ra rồi mới chấn chỉnh kỷ luật. Dù rằng việc này cũng rất cần, tuy nhiên theo tôi là hơi muộn, nếu không muốn nói là quá muộn. Sự lũng đoạn thị trường đã có từ rất nhiều năm về trước, làm méo mó thị trường chứng khoán. Rất may là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc xử lý quyết liệt. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn câu hỏi đặt ra là đơn vị nào quản lý Ủy ban thị trường chứng khoán khi để xảy ra nhiều sai phạm như vậy. Chúng ta cần phải xử lý tận gốc sai phạm, chứ việc xử lý các lãnh đạo của Ủy ban chứng khoán chưa chắc đã là gốc của vấn đề. Cơ quan báo chí từng phản ánh về những sai phạm của thị trường chứng khoán từ nhiều năm trước, nhưng cơ quan quản lý không xử lý mạnh tay với những sai phạm để lãnh đạo các doanh nghiệp nhờn luật. Giám đốc CDC Đắk Lắk khóc nức nở vì dính vụ Việt Á. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Đắk Lắk, ngày 27 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân Đắk Lắk đã tiến hành công tác khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Trịnh Quang Trí, 51 tuổi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp. Khi cơ quan chức năng hoàn tất việc khám xét tại phòng làm việc riêng, ông Trí đã ôm lấy cấp dưới và khóc lớn. Khi ông di chuyển ra hành lang, nhiều nhân viên làm việc tại CDC cũng ôm lấy ông rồi bật khóc nức nở, dặn dò ông giữ gìn sức khỏe và chia tay ông Trí trong nước mắt. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trong 2 năm 2020-2021, để thực hiện việc sàng lọc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, CDC Đắk Lắk đã liên hệ mượn máy, tạm ứng sinh phẩm hóa chất, vật tư xét nghiệm COVID-19 của một số doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần công nghệ Việt Á. CDC Đắk Lắk cam kết hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thanh toán tiền và giá thành thanh toán theo giá tại thời điểm mượn hàng. CDC Đắk Lắk đã tạm ứng mượn của các doanh nghiệp trên 87.000 kit xét nghiệm, trong đó của công ty Việt Á 78.500 kit test. CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao xét nghiệm COVID-19 với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Việc làm này đã vi phạm quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước trên 6,8 tỷ đồng. Sau đó, phía công ty Việt Á đã chuyển tiền vào tài khoản của bà Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á phụ trách tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên để chi cho ông Trí cùng 4 trên 5 thuộc cấp trên 3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc CDC Đắk Lắk, ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng tài chính kế toán, bà Trần Thị Nguyên Hằng, nguyên nhân viên xét nghiệm, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Mai Anh, nhân viên khoa dược, Đặng Minh Tuyết, phó khoa xét nghiệm và Đinh Lê Lê Na. Tất cả đều bị khởi tố cùng hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc đang được mở rộng làm rõ.